James Teradon, hot boy có bầu ở Nano 2 sở hữu visual cực phẩm, body còn gây bất ngờ hơn. Bộ phim Girl From Nowhere 2, cô gái đến từ hư vô phần 2 đang gây bão khắp các diễn đàn phim ảnh ở Việt Nam. Dù nội dung bộ phim vẫn gây nhiều tranh cãi vì những tình tiết có phần phi lý, khiên cưỡng, nhưng vẫn được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Ngay từ tập đầu tiên, bộ phim đã đưa chủ đề nạo phá thai học đường lên sóng và nhận được đông đảo sự chú ý của netizen. Và diễn viên thủ vai hot boy có bầu chính là James Teradon, nam diễn viên từng gây bão toàn châu Á với siêu phẩm điện ảnh học đường Thiên Tài Bất Hảo. Trong phim Thiên Tài Bất Hảo, James Teradon vào vai Bat, con trai của một nhà tài phiệt, điểm số ở trường của cậu được quy đổi thành những món quà từ cha mẹ như MacBook, xe hơi, chuyến du lịch nước ngoài đầy xa xỉ. Thế nhưng giống như mô típ những đứa con nhà giàu khác, Bat lại học kém vô cùng và vài lần suýt ở lại lớp. Nhờ vào sự giới thiệu của bạn gái Grace, Isaiah Hosuwan thủ vai, Bat đã cậy nhờ Lin, thiên tài toán học của trường, chỉ bài cho cậu trong mỗi giờ thi. Số tiền 3.000 baht một môn học, tương ứng với gần 2,5 triệu đồng như học phí mà cậu phải trả. Tưởng chừng đây chỉ là vai diễn đơn giản mà ai cũng làm được, thế nhưng James đã chứng minh bản lĩnh diễn xuất của mình. Trong phim, tuy rằng thân thế gia đình nhân vật Bat được nhắc đến với biệt thự to lớn có hồ bơi riêng, xe sang và nội thất đắt tiền, thế nhưng Bat chưa bao giờ mở miệng ra khoe khoang quá nhiều. Ấy thế mà ở anh lại luôn toát ra vẻ sang trọng, khí chất con nhà giàu đúng chuẩn khiến khán giả trầm trồ. Dẫu bị đánh giá là học dốt nhưng Bat lại thông minh, nhạy bén trong việc kiếm tiền. Đâu chỉ nhờ cậy Lin cho điểm số của mình, Bat còn nghĩ ngay đến chuyện kinh doanh bằng cách câu kéo những đứa bạn khác trong hội con nhà giàu học dở về và thu tiền từ chúng. Một hệ thống chỉ bài trong giờ thi được thiết lập từ trên xuống dưới, vận hành trôi chảy mượt mà và vô cùng kín miệng. Có chứng kiến buổi thi học kỳ được tổ chức trong phòng thi đấu của trường với hai bộ đề khác nhau mà các cô cậu học trò vẫn có thể nhận tín hiệu tốt từ Lin, người chịu trách nhiệm chỉ bài cho hàng chục con người trong phòng thi này. Và rõ ràng, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không chỉ cần đến cái đầu thiên tài của Lin trong việc làm ra đáp án mà còn ở chính sự chỉ đạo tài năng của anh chàng Bat kia. Không chỉ vậy, khán giả còn bị hấp hồn bởi màn thuyết trình quá ấn tượng của nhân vật Bat về kế hoạch gian lận kỳ thi STIC của cả nhóm. James tiết lộ anh từng mơ ước có vai diễn được diễn thuyết trên sân khấu, anh chàng chủ động sáng tạo ra cách thể hiện riêng hết sức độc đáo. Nhờ đó, James đã tạo ra một Steve Bat gian lận phiên bản Thái Lan. Bằng những lời lẽ đành thép tự tin, Bat đã biến việc gian lận trở nên hấp dẫn và đáng mong đợi hơn cả buổi thuyết trình ra mắt iPhone mới của Steve Jobs. Vai diễn Bat trong Bat Genius là vai điện ảnh đầu tiên của James và anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình để tạo nên một Bat rất đặc biệt. Diễn xuất của anh được đánh giá nhiều màu sắc, có lúc thể hiện sự thông minh lém lỉnh của mình, có lúc bộc lộ sự giận dữ hay thậm chí hèn hạ van nài người khác giúp đỡ mình. Sang đến Girl From Nowhere 2, diễn xuất của James Teradon đã được nâng lên một tầm cao mới. James vào vai Nanai, một hot boy học đường kem nào là đổi em đó. Chính nhờ vẻ quyến rũ của mình, Nanai đã nhiều lần lừa các cô nàng nữ sinh khác vào chồng, khiến họ mang thai rồi đưa đi phá thai. Nanai liên tục gieo rắc hạt giống của mình khắp trường học, cho đến khi gặp phải Nano. Chuyện thật như đùa, bụng của Nanai nhanh chóng to lên một sớm một chiều, thoáng chốc đã hạ sinh em bé. Quá trình mang thai đã khiến Nanai nhận ra những sai lầm và tổn thương mà mình tạo ra cho nhiều nữ sinh khác, làm anh chàng hối lỗi. Chuyện để một nam sinh có thai là một ý tưởng hoán đổi thú vị của biên kịch. Mặc dù không quá ám ảnh thì vẫn rất đáng hoan nghênh vì sự thách thức định kiến giới này. Tất nhiên không thể bỏ qua công lao của mỹ nam James Teradon. Anh chàng cực kỳ lan xả cho vai diễn này và biểu hiện cảm xúc nhân vật cực tốt. Từ vẻ mặt đều cáng khi lừa các nữ sinh vào chồng, hoảng loạn cực độ khi mang thai đến đau khổ, cắn rứt khi nhận ra những lỗi lầm mình đã gây ra. Không chỉ đóng vai trai đẹp con nhà giàu, James Teradon còn hy sinh vì nghệ thuật, sẵn sàng vào những vai khó nhằn, có nguy cơ đánh mất hình tượng. Cụ thể, James Teradon đã cùng các thành viên nhóm nhạc 9 by 9 tham gia dự án phim Great Men Academy, tựa Việt Lớp học Mỹ Nam. Trong phim, nhân vật Love của James vốn là con gái, nhưng được một chú kỳ lân hô biến thành con trai để dễ dàng tiếp cận Cross. Vì thế nên trong tập 2, Love khi này đã là con trai, mặc đồ con gái và nhảy một điệu ngô nghê trước mặt người thương Way, Ice Paris thủ vai. Màn nhảy solo 30 giây của James Teradon khiến khán giả thích thú và tán thưởng nhiệt liệt. Có thể nói, James Teradon là một trong những diễn viên vừa có tài vừa có sắc, có thể cân mọi thể loại vai diễn. James Teradon sinh ngày 27 tháng 4 năm 1997 tại Thái Lan. James tốt nghiệp từ trường nam sinh Suakulap Puttayalai, một trong những ngôi trường trung học danh giá có lịch sử lâu đời nhất tại Thái Lan. Sau đó anh theo học chuyên ngành báo chí tại trường đại học Thammasat, ngôi trường danh tiếng thứ nhì xứ Chùa Vàng, chỉ xếp sau Chulalongkorn. Bước chân vào làng giải trí từ khi mới 17 tuổi, đến nay James Teradon đã trở thành cái tên quen thuộc với mọt phim Thái. Mỹ nam sinh năm 1997 chiếm được tình cảm của đông đảo người hâm mộ nhờ vẻ ngoài sán lạn, cực kỳ điển trai nhưng không kém phần đáng yêu. Không như những nam thần cao lớn của xứ sở Chùa Vàng, ngoại hình của James không quá vạm vỡ, nhưng anh chàng lại sở hữu body 6 múi cực phẩm. James Teradon đã khéo léo chinh phục khán giả nữ với gương mặt đẹp trai, vẻ ngoài thư sinh và diễn xuất linh hoạt, không bị đóng khung cho một kiểu vai cố định. Có thể nói, James Teradon là diễn viên thực lực khi thành công trên cả hai lĩnh vực phim điện ảnh và phim truyền hình. Visual đúng chuẩn trai hư của James Teradon khiến hội chị em đổ rầm rầm. Là thành viên của nhóm nhạc idol 9 by 9, James rất biết cách khiến mình trở nên đặc biệt và nổi bật.
Với vai diễn hot boy có bầu trong Girl From Nowhere 2, dân tình đang đùa với nhau rằng câu nói trai một con trong mòn con mắt chính là để nói về vẻ ngoài cực phẩm của James Teradon. So với tuổi đời non trẻ của mình, James đã có những bước đi vững chắc trong sự nghiệp diễn xuất. Hầu hết khán giả đều tin chắc rằng chỉ vài năm tới, anh sẽ tỏa sáng trong những bộ phim khác và khẳng định vị trí vững chắc trong làng giải trí.